Một kỳ vọng được gửi gắm. Có ước mơ lớn lao nha con. Thứ em ghét nhất chính là giấc mơ. Một vùng đất được chọn lựa để xây lại từ đầu. Một niềm đam mê được đánh thức. Nếu cậu nói gì sợ hãi và bỏ ước mơ của mình thì đừng. Hãy cố gắng và mạnh mẽ hơn nữa. Một hạnh phúc được tô vẽ bởi những hương vị ngọt ngào. Thiên đường bánh ngọt, câu chuyện đầy cảm xúc của những ước mơ được chinh phục. Thiên đường bánh ngọt phát sóng lúc 17:30 từ thứ 6 đến chủ nhật hàng tuần trên HTV9.